Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, mới đây, cơ quan điều tra Bộ Quốc phòng đang vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân một nam bác sĩ của bệnh viện Quân y 103 rơi từ tầng cao khuôn viên bệnh viện xuống đất tử vong. Chi tiết vụ việc ra sao, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Cụ thể vào tối qua 22 tháng 6, trong khuôn viên bệnh viện Quân y 103, phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội, xảy ra vụ việc một nam bác sĩ rơi từ tầng cao tòa nhà thuộc khuôn viên bệnh viện xuống đất tử vong. Sự việc xảy ra vào khoảng 19 giờ ngày 22 tháng 6, nam bác sĩ này rơi từ tầng 12 tòa nhà trong khuôn viên bệnh viện quân y 103 xuống đất tử vong. Hiện danh tính của nạn nhân và nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan điều tra, Bộ Quốc phòng thụ lý làm rõ, nguồn tin cho biết. Trước đó trên mạng xã hội, xôn xao một clip ghi lại hình ảnh một người đàn ông mặc áo blue trắng nằm bất động dưới mặt đất, xung quanh có vũng máu. Bên cạnh người đàn ông có hai nhân viên y tế đang tích cực sơ cứu. Sự việc được cho là xảy ra bên trong bệnh viện quân y 103 Hà Đông Hà Nội. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật và gửi đến quý vị ngay sau khi có thông tin mới nhất về vụ việc. Và đến đây, thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và gặp lại.